Ok, lên em. Hôm nay thì cái giọng nó hơi khàn khàn do đau họng quá. Nên em nghe tiếng thì thông cảm tí. Chúng ta lại tiếp tục cái phần 2 của con game Somat này thôi. Cái bản tôi chơi là cái bản test demo. Theo cái thông tin từ nhà phát hành mà thông báo vài ngày trước á, thì con game Somat này nó chuẩn bị ra cái bản demo public cho cộng đồng anh em chúng ta có thể chơi luôn. Đây. Somat Steam. Anh em lên trang Steam thì chắc có thể họ đăng thông tin rồi đó. Đây. Vào ngày 5 tháng 2 sắp tới là khoảng 20 ngày nữa. Ngày 5 tháng 2 là ngày này, 20 ngày nữa thì khoảng 3 tuần đó là anh em có thể chơi cái bản demo con game này rồi. Cái bản demo này thì nó tương đối giống với mà cái bản tôi chơi hôm gài thôi, không khác biệt gì nhiều. Nhưng mà cái bản tôi chơi thì hình như là đang được ít tâm tài nguyên á. Nên nếu như anh em chơi cái bản chính thì có thể farm nó chậm hơn tí. Đây là Somat. Ngày 5 hình như cái sự kiện ngày 5 tháng 2 là bắt đầu sự kiện giờ Time Net luôn. À đây, đúng rồi nè. Bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 12 nè, kéo dài đúng một tuần. Hầu hết cái sự kiện nó đều là như vậy thôi. Thì mà tới ngày 5 này, anh em muốn trải nghiệm cái con game Somat này anh em có thể vào đó chơi được. Hiện tại thì tôi chỉ invite được vài người thôi. Nên là cũng chưa có anh em bạn bè gì rảnh có thời gian chơi. Game này nó không định hướng hoàn toàn là MMO nha. Nó vẫn có single player nữa. Nên anh em mà ngại cài quá nhiều á thì vẫn có thể chơi được con game này. Bây giờ tôi vô để thăm lại cái nhà của tôi. Không biết nó còn cái gì không? Đang mà ốp đắp. Bản tôi là cái bản test sớm thôi, nhưng mà khả năng anh em chơi thì nó vẫn giống hệt cái bản này của tôi. Chỉ khác một điều có thể khác nha, chứ tôi chưa có khẳng định là tài nguyên anh em farm nó sẽ ít hơn. Hiện tại của tôi là cái bản test nên tài nguyên farm là đang ít năm lên đó. Như anh em chặt vô một cây gỗ nó hiện ra 10 gỗ. Còn nếu như bình thường á thì anh em chặt vô cây gỗ nó chỉ hiện ra là 2-3 gỗ thôi. Đó là cái khác biệt giữa hai bên. Tán gì ở đây. Mở Steam lên coi coi. Thậm chí cái bản demo này chưa nó có làm cái banner Liberty Fan, Liberty Fit phải không? Tôn cơm co nè, không gài cũng đang máu game này. Tôi thì tôi cũng khá kỳ vọng vào cái con game này đó, nhìn trông nó ổn áp hết, trông ổn hơn mong đợi nhiều. Đây là vẫn là cái bản thử nghiệm setting. Sao bây giờ cái tiếng nó lại lớn như thế này ta? Tôi chuyển qua mà cái tiếng tai nghe đó. Rồi. View distance này medium thôi. Test to gear, VC up 60, more than up luôn, death up field up luôn. FSG vẫn là những cái cài đặt như cũ. Hiện tại thì chưa có chơi được server game. Server game này thì nó cũng tương đối giống như những cái con game mà AGK chẳng hạn. Anh em có thể tự tạo cái server hoặc là chơi server công cộng của nhà phát hành. Thì tôi không biết lần trước tôi chơi server nào nữa. Lần trước thì tôi chơi cái bên nào ta? Hình như cái phim 34 này. Cũng ít người chơi, chỉ có khoảng 10 người thôi. Thì hiện tại một cờ game to như tôi á, chỉ có thể mời được khoảng là 4 đến 5 anh em cùng tham gia. Tôi cũng gửi lời mời hết ra này. Mấy anh đệ tôi thì nó chơi vào cái buổi sáng là chính. Còn tôi thì ban ngày đi làm thì buổi tối rồi mới rảnh miễn tí. Thôi nhà cửa của tôi nó đi hết hay gì rồi. Mất hết rồi anh em ơi. Chắc là tôi ập lâu quá. Quá 6 ngày là nó sẽ bị decay. Nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta có thể xây lại từ đầu. Đầu tiên là xây cái nền đó. Tôi muốn bây giờ nâng cái nhà mình lên. Thiếu cái thích. Thì đồ đạc tôi bỏ trong chổng cũng mất luôn hết ta. Cái thích này nó đi từ cái gì ta? Viper. Bây giờ tôi đi farm tài nguyên tí nữa nè. Farm tài nguyên mình farm bằng cái số 1. Ủa không phải. Farm tài nguyên farm bằng số mấy ta? Đây 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 đây. Chắc là tôi không dùng cung ở đâu. Game này dùng cung nó hơi phế nha. Mới offline có khoảng 6 ngày mà nhà bị decay anh.
Thì đợt này tôi chơi thử lần nữa, tới ra mà stream mấy phát thì tôi rủ bạn bè chơi, mà cái đợt đó nó gần Tết âm rồi. Gần Tết âm thì không biết là có ai rảnh không. Hết stamina, chúng ta lại tiếp tục gấp. Năm chục thì chắc vẫn chưa đủ đâu, tiếp thôi. Ít nhất mình phải có cái nhà trước đã. Anh em thấy tôi cào cào tí là lên tới nè bà 27 cái vụ thu hoạch này luôn ấy chưa. Bây giờ mình phải đi kiếm tí thịt để mình ăn nữa. Chú gà bé nhỏ. Con này phải gà Thổ Nhĩ Kỳ không ta? Gọi là tích cây á. Nó chạy ra. Số 6. Rồi, ok. Uổng thiệt, cái nhà tôi xây ở đây. Thêm mới nữa. Cái này cái gì đỏ đỏ đây ta? San hô gì ở đâu trên bờ vậy nè? Rồi cái weapon của mình nó bị hư rồi, bây giờ sửa được không? Không có nút nào sửa chữa hết. Quýt gì phải nè. Ép cũng được. Bây giờ gấp cái bàn, cái bàn đầu tiên tôi gấp lần trước là cái bàn gì đó, gấp cái nền cái đã, khoảng là bốn cái nền đi, sáu cái nền. Rồi cái bàn của mình nó có tên là Giáp banh bên, đúng rồi. Không phải. C của ông ta. Hay là Y. T. Đúng rồi, bên đây. Cái bàn là Carpenter. Ok. Carpenter. Bàn này thì cần gỗ. Gỗ cứng cũng được. Gỗ cứng thì đơn giản. Tranh thủ mình sửa cái cây búa lại. Gỗ cứng là anh em chặt những cái cây như thế này nè. Ba mươi hả? Chặt cây nó là đúng. Stamina cái nó thở kìa trời. Chặt gỗ lên level 22 luôn. Cái bản là test demo của tôi á thì nhân vật level chỉ max tối đa là 37 thôi. Level 37. Bây giờ mình nặng quá rồi nên mình đi rất là chậm luôn nha. Coi gáp được cái bàn ca men gì chưa. Đây về thần thì xuống dưới đi. Gáp cái này xong gáp cái bàn thì gáp tiếp là cái gì nữa ta, cái máy xử lý gỗ hay gì đó. T. Cái bờ cát dốc như thế này thì chúng ta xây ở chỗ này
tầm này thôi. À, chạy ngang 6 cái luôn, 4 5 6. Ủa, 1 2 3 6 cái đủ rồi mà ta, sao nhiều cái gì? 7. Tám hơi bị nhiều rồi đó. Cái cầu thang này bằng gỗ thôi, xây khoảng 4 cái, 4 cầu thang. Tôi định xây cái nhà là 4 đường lên luôn, nhưng mà cái bàn này mất 1 phút xây thêm cái gam phai nữa. Cái mà đây, cái này, cái này chúng ta thiếu đá với mà phin, 20 đá 20 phin, gỗ thì có đủ rồi, đá thì đây thì trước mặt luôn. Tạm thời xây cái mặt tiền này bằng gỗ đặt. Cầu thang xong chưa? Cái bàn này 20 giây nó hơi bị lâu nha. Nhân vật của chúng ta đây có một điểm nữa, chắc là lấy điểm sức khỏe đi. Cái này là cái gì đó? Thiếu cái nhẫn. Bộ đồ thì vẫn còn nguyên. Cái này màu vàng là 24 à? Sao tự nhiên có cái này màu vàng đó? Quyết định siêu là cái khiên thôi. Cái này của mình là vũ khí một tay hay hai tay? Là vũ khí một tay, giữ là single hand trên đó rồi, nên một tay thì chắc mình xài được cái khiên đó. Nhưng mà lên đồ đá đó, cái này lên đá nè. Rồi, ok, có cầu thang này. Cầu thang đâu? Hồi nãy tôi làm 4 ở đây nè. Mặt trời ló dạng. Cái cam phai. Cái cam phai à? Cam phai nãy gấp rồi chứ ta. Cái bàn này đây, cái cam phai đây. Lắp tạm thôi, tí nữa mình dời nó đi sau. Cái con game này nên có xếp đồ theo thứ tự cái trọng lượng nha. Chứ cái này nhìn nó nặng phết luôn nè. Mũi tên 3 kg, tên thì dắt tí nữa dục luôn. Người số 5. Cung là số 4. Cái bình nước. Xong. Hả? Cái này là cái gì đây? Bonfire chứ không phải là campfire. Trời ơi. Thôi cái này bự quá rồi, không ổn rồi. Hàng gì nó gấp biết bao lâu luôn. Mỗi cái gỗ vô làm cái nguyên liệu. Chúng ta có thịt không? Thịt đây. Châu chấu. Ủa sao sót con châu chấu vậy? Cái này thịt thiêu hả? Ừ, châu chấu nè.
Tiếp theo là xây cái bàn hồi nãy. Cái bàn đâu rồi ta? Đây. Chúng ta sẽ làm cái gỗ. Lần trước cái ấp cái đống luôn. Trời thiệt. Cái gì mà nó nặng dữ vậy ta? 6 kg dây thừng. Fiber cũng rất là nhiều. 4,5 kg. 6 kg. 1 kg. Cầu thang mái ngói. Dây thừng 2 kg. Carbon. Tin. Bây giờ làm cái phao đành, cái phao đành bằng gỗ. Cái này gắm ở cái bàn nào ta? Building workshop. Building workshop đây. Chúng ta cần 20 clay. 20 tấm ván. Bây giờ làm trước 20 tấm ván đã. Mười tám hả ta? 2 phút, trời ơi nó lâu. Ủa thì sao tắt cái này xuống? À bấm nút tab. Bây giờ làm tiếp một số cộng dây thừng nữa trong lúc chờ đợi 2 phút đó. Nước vẫn còn, thịt vẫn còn. 41 kg, chắc là vẫn là fiber nó nặng thôi, chứ làm dây thừng này làm bằng cái vây ne này nó chả bao nhiêu. Chụp hết fiber vô đây đi, nào cần mình lấy ra. Cái này răng nanh nữa, xương nữa, da thú. Cái này trái cây gừng. Cái này độc. Nuốt là bán cái hạt. Cái hạt này chắc để trồng cây thôi. Clay thì tôi nghĩ nó lấy ở gần dưới sông á, chỗ này nè. Thường clay với sand nó lại đi chung với nhau. Này gấp bao lâu nữa vậy? Mình phải đi lấy thêm gỗ nữa. Tám cái miếng dán này mới được một cái nền đó hả? 5x4 20 là 160, tức là gấp gần 10 phút luôn á. Mình tiếp tục làm cái đồ gom thôi em ơi, làm cái đồ gỗ này nó nặng quá. Làm tiếp cái đồ gom đi. Tôi đổi ý rồi, nó cần thát với dây thừng thôi. Thát thì mình nhiều lắm, tí nữa mình đi mình gom. Rồi được rồi, không cần dây thừng nữa đâu. Xóa đi. Ừ, xong rồi nè, đi mà chặt cây thôi. Tí nữa tôi phải chế được cái khiên đá cái nữa.
Mình chưa có tìm được mấy cái quặng xịn nào đó nha. Trật gỗ level 24, ngon. Bây giờ bỏ gỗ vô. Cái thách của mình rất là nhiều luôn. Mình có 18 này. Gỗ này được chưa? Gỗ này được chỉ có 5 thôi. Làm biết chừng nào mới xong trời. Tranh thủ vừa làm việc vừa xây nhà, anh em thấy đa di năng không? Đó. Nhớ tới nữa, cái nữa được không? Hết rồi. Cái campfire này không biết xây ra làm chi nữa. Thiệt. Bên đó là có một cái mấy cái thằng cướp đó. Có khi tôi xây cái nhà cao cao lên. Ừ đúng rồi, mình chơi kiểu hơi bẩn bẩn lên tí đi. 1, 2, 3 thì xây 3 cái cầu thang lên ha. Sáu cái cầu thang luôn, 12 tầng. Cái này 44 cái nữa. 5 phút. Bây giờ theo thứ tự mình nâng á thì xây cái nhà này. Làm thêm cái giường. Cái gương thì chưa cần đâu. Tiếp theo mình cần làm cái gấp man bên nè. Da thì mình có gọi vô ta. Đi thơ thì mình có chưa? Mình mới có cái bé thai nè, chưa biết làm cái đó là ra làm sao nữa. Mấy cái này thì đơn giản nè. 20 gỗ cứng, 50 gỗ thường. Được. 20 miếng ván gỗ, 50 gỗ thường. Cái này là cái mod cho cái vũ khí của mình. Cái này mod chất độc. Này nấu ăn nè. 19 nữa, 19 là hơi bị nhiều đó nghe. Còn 10 điểm. Không biết mấy cái này là cái gì. Này 18. Này 14. Cái bộ đồ giáp này quan trọng nè, nhân vật của mình nó đang yếu xìu à. Một điểm nữa mình gáp được cái dưới. Bia thơ thì chưa biết từ cái bàn nào ra, chắc từ cái bàn này, chắc từ cái bàn này. 10 miếng gỗ. Cái gì tự nhiên quên tiêu rồi ta. T 10 miếng gỗ. Cái bàn này là cái bàn tan ni gì đó đấy, tan ninh.
bắt buộc phải là gỗ, mình không có được chọn mấy cái khác. Mình dục chắc đủ rồi, không cần ở đâu. Gỗ nè, cái này do rất nhiều gỗ nè. Gỗ mười gỗ, vậy sau này ra cái bản chính thức không chừng anh em chặt cái tre này nó chỉ có hai gỗ, lúc đó là farm đỏ mắt luôn nha. Chắc đủ rồi đó. Bây giờ cái gỗ của mình đây. Mấy cái nào nặng nặng mình dục hết xuống đây đi. Quy là chuyển rồi, ok nè, lên gáp đít cát sử dụng này xuống dưới luôn không xài. Cái này là thịt thiêu đúng không ta, đó thịt tự nhiên vật mà đang bị phân hủy. Còn cái này hồi bữa giết mấy con chó hay mấy con heo gì mới được 28 miếng da. Mình chế thêm một số cái phao tần đó, không chế thấp canh cái thấp canh hồi nãy là cái gì, đi thơ góp power Bitbon. Xương của quái vật. Xương thì không biết nãy giờ tôi có cái xương nào. Đây có nào. Là chế thêm hai cái này. Với thêm hai cái này nữa. Hai chục cái nhánh gỗ, ok. Chia đôi ra là ếch. Cái bàn này có tên là Weapon phần gấp tinh bên. Đây, nó nằm trong cái bàn building work. Cái bàn building này. Mình cần clay với mà 3 miếng dán ép. Ok. 3 miếng nữa. Ủa không đủ ván ép hả ta?
Tôi chết rồi. Tiêu tí gỗ. Gỗ và đá lên level 42 luôn. Anh em thấy là nằm nằm trong game này nó vất vả chưa? Game này công nhận là cày cuốc nó hơi bị nhiều đó nha. Tôi chơi một mình thì còn đỡ đó. Rồi cái tanner xong rồi, cái bùi Clay ra xong lấy nữa là xong. Ok. Bây giờ xây cái bàn này trước cái đã. Gao lia thơ, còn lia thơ này là từ cái gì? Lấy miếng gì ăn đó. Thiếu tiền thiếu đá. Dùng biển nhìn nó cũng đảo quá chứ, cát trắng mịn luôn. Thực tế là anh em chả uống nước sông được đâu nha. Không được. Chết để ra đá không gì ta, thì cát mình lấy ở đâu? Thông thường mình phải lặn xuống sông luôn á. Sông như thế này thì lặn kiểu gì được? Thôi giờ chế cái khiên đi bắt mấy con nô lệ đó.
đứng ở ngay biển này mà không có cát là sao? Vô lý. Thiếu mỗi cái clay đó thôi. Bây giờ không biết lấy nó ở đâu ra. Clay có thể ở gần sông á. Thiếu 10 cái nhánh gỗ và 10 miếng gỗ, ok. 10 nhánh gỗ và 10 miếng gỗ. Màu tím luôn nha. Này cái gì vậy? Thanh niên nào ngồi áp cá đấy? Phá ra rồi, cái trò quăng nút ép này nữa. Yeah. Đồng đội nó chết mà nó ngồi cơ. Dạ, đọc gì? Rồi chết luôn. Ây da. Mất một đống đồ luôn vậy nè. Trời ơi. Ồ, rất nhiều khu luôn nha. Ngồi xuống bên phải đi.
Trời, đứng trên lửa nó không cóc thôi. Hơi khó. Từ từ chúng ta làm lại. Hồi nãy đánh nó cũng gần chết rồi. Đánh kỹ kỹ tí rồi được à. Nút lấy tất cả là nút nào ta? Mèo ổn rồi. Lấy da, còn bị gục nữa hả? Gục này xài sao đó? Cho nó bỏ luôn rồi. Đứng gì kìa, vãi thiệt. Ôi giời 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 giời. Không đường nào đánh lỗi nó hả ta? Đi nên thì từ đâu ra? Với fire ash là từ đâu ra? Đi nên là từ fiber, ok. Game này công nhận cái giáp đồ nó làm dở dữ thiệt. Đây nào. Mưa là lửa tắt hả? Đây là đèn cho nè. Tiếp theo là lấy cái gì ta? Fiber. Rồi ban.
Demon chứ, làm cái demon trước. Làm 20 cái luôn đi. Cái vợt bắt bò giao chặt thịt. Cái này đồ gỗ thì nó quá cùi rồi, mình nên tới đồ đá rồi. Đâu rồi, đâu rồi? À đây nè. Đầy máu mình chơi nó được đó. Đéo ngán nó nữa đâu. Dạ, ghê gì? Mày ghê gì? Bây giờ lấy hết là lúc này phải không? T đây nó chỉ có bao nhiêu đó thôi đó à? Hình như nó chuyển thành màu xanh nào phải không? Không chưa. Đó, nó chỉ vậy thôi à? Chuối à? Ủa không mà bí. Rồi, trả thù thành công cái đợt chơi lần trước. Tí nữa thì sáng đi, tôi sẽ vô rừng khám phá thêm vài chỗ nữa. Nâng cấp cái mặt nạ của mình lên. Cái này à? Cần một cái tinh thể. Điều khiển cái này là 10 sức mạnh. Cái này là cơ chế chiến đấu nè. Hết tinh thể rồi, được có 2 cục à, nâng được 2 điểm rồi. Cái này hái lượm lên x2. Cái này là bắp, bắp này mình trồng được không ta? Ủa còn cái tinh thể màu xanh nữa nè. Làm bọng gì giờ này?
Này trời mưa nó tắt cái gì? Cờ lấy kiếm đâu gã trời. Em để tôi lên coi có ai chế được cái này chưa. Discord. Vô Discord ở nhà phát triển coi hỏi thử luôn. Chiều mai. Ở đây. Đúng là nó bất kỳ cái vùng nước mà tôi ở biển thì có thấy cà lây đâu trời. Không lẽ phải đi qua đây. Bạn cất bớt đồ đi đi. Nhân vật mình hơi bị thiếu ngủ rồi đó nghe. Chế cái giường vậy đó. Tháp, thiếu tí tháp. Ngủ cho đầu óc nó tỉnh táo rồi tí nữa. Ngủ dưới mưa luôn. Nơi đây là nơi cơn mưa. Vỡ là làm cái nhà cho nó chỉnh chỉ rồi. Nhà này chỉ cần tháp với dây thừng thôi. Hồi nãy mình xây là khoảng 1 2 2 8 này được rồi. Cái này lần trước xây xong rồi không biết xài đâu. Đây, leo được luôn đó hả?
ngon. Vì em bữa mốt xây nhà mới cần xây cửa nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Vách thoát luôn trời. Xây lẹ còn đi ngủ nữa. Ừ, còn cái cửa nữa chứ. Tại sao gần biển mà không có cà lây đất sét ta? Đáng lẽ luôn luôn ở gần biển là phải có đất sét á. Ê da. Cái cửa đâu rồi? Cửa đây. Cái này là cái gì?
Ừ. Không có say nói ra được à. Phải thiếu một cái tam giác hay ta? Thiếu cái que gỗ. Người tâm. Ok. Nó không có cái cây xà ngang. Không có cây xà ngang hả? Cái nữa. Lâu phết đó chứ. Game này xây nhà cũng chờ móc mỏ luôn. Năm giây, 7 giây, 10 giây. Nãy tôi tính xây cái gì trời? À, dây thừng. Chín cái rồi, 1 2 3. Thêm 2 cái nữa được không?
chứ nó không dựng theo cái miếng này ta. Khó vậy. Bây giờ gắn đuốc lên tường. Thôi rồi. Sao tối như vậy? Không sáng được như tôi mong đợi. Tí nữa dời cái campfire qua đây. Bây giờ đi ngủ đã. Buồn ngủ dữ rồi. Cái giường. Giường nãy xây rồi mà ta. Đây nào đây. Bây giờ tôi vào game lại tí nha. Chừng nào nó đầy cái ống đó thì tôi lại tiếp tục tôi quay video để anh em gỡ mất công xem cái đoạn này. Ok, lên em, treo nãy giờ lên được chín mấy phần trăm rồi, chắc thứ gì được rồi đó. Rồi coi như là khỏe mạnh, có khiên có kiếm có cung, sửa cái này ra luôn. Thiếu hai liên hai đá và bổ cục đá là xong. Game này không có nút lăn nữa ta. Cần chôn hết quá đắt nè, nét chip mà nó có đắt đâu. Nó có đá đâu. Bây giờ tôi sẽ ra gần cái sông chỗ này để mình kiếm một tí là clay. Mà sao ba lô mình nặng quá vậy ta? Game này nó không có xếp theo trọng lượng để mình có thể biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nửa ký ít ít là nhục 0.25 0.8 này 64 tối đa hả? Đây cái đống này nặng nhất nè. Thank you.
Tôi sẽ đi gom khoảng là 60 ký bùn về. Ba cái clay là đất sét á, dạng bùn đất á. Có đường lên trên đây không ta? Nhìn cái dốc núi này nó cao quá. Game này mà nó mà có cái hệ thống hang động nữa thì đúng là ngon quá. Không có đường lên rồi gì sai lầm rồi, kệ đi mở map cũng được. Chơi được, chơi được. Ủa này mấy con khỉ thôi mà. Ơi khỉ có chuối hả? Chuối với nấm. Cảm ơn. Hơi ác tí. Nhưng mà tôi tưởng đâu nó là con chó hay con lợn rừng vậy. Cái này là phải là đá không ta? Hay là nó là cái mỏ đồng hay là cái gì? Ơi. Rồi nó vẫn là con gà thôi. Nhìn nó bự bự hơn tôi quản. Chơi chơi nhanh.
Không có tí đất sét là sao ta? Đi tới sông rồi mà vẫn không có đất sét, vậy dắt phải đi tiếp bên đó thôi. Nhưng mà trên này nó có cái gì rất là nguy hiểm không? Rồi đi thẳng theo hướng là bắc đông bắc. Cây này quan trọng nè. Cây này cây chế thuốc để làm cái gì á? Đúng rồi đó, phía trước có dòng sông, bên trái có một cái gì đó, đó là cái công trình kiến trúc không? Đây không có ai hết. Ngon. Bốn mốt tí à. Trắng chết. Đứng. À, nó bỏ đi rồi. Tính đâu bị mấy con nó cắn chết nữa thì nhục. Tôi tỉnh gì tôi giết tụi mày. Đang loot đồ ngon à. Trong lúc đó thì tăng điểm cái mặt nạ đã. Mày thì cứng với anh mày.
không hề có một cái tí bùn đất nào ở đây luôn. Thì nó gần sông chứ không phải là gần ao hồ. Sông thì chỉ có cái khu bên này thôi. Game gì mà thiết kế lấy ba cái vật phẩm bình thường nó lại khó như thế này. Có mấy con chó thôi. Cái màu đỏ đỏ hả? Không, không có chặt nó được. À, con gà nhìn như con nhện vậy. Sao đi vô đây nó không mở map nữa ta? Nó đông lắm, nó đông lắm. Đưa vào 17, thôi bỏ đi, bỏ đi. Còn nó còn gì vậy? Sao có nhìn thấy nó cái ghê quá vậy?
Bây giờ phải đi đến khu trên này để lấy được cái clay nè. Thiệt con game. À, cái cục này mới là clay nè, nó y chang cục đá luôn. Đó có lầy đó, có tay gấu rồi đó. Tốt nhất là nên để cái màu nó nâu thêm tí nữa. Đây, ba cục luôn. Những con này ngộ không, nó vui xuống nước nó nhúng cái đầu lên. Cái bàn ghép tinh phải không? Không, cái bàn bui đinh. Bui đinh workshop, thiếu dán ép thôi. Coi. Có khi mình làm được 7 nữa. Trọng lượng mình là 85 trên 120. Sáu hả? Thì gần trăm. Rồi, vẫn còn chạy nhanh lắm. Chúng ta về thôi. Mấy cái khu này rồi hết nè. Tạc của anh đây coi cái luôn hay không? Con này thực sự thì ánh sáng nó làm chưa có tốt.
Đấy. Đánh. Ơi còn đúng chấm máu. Lo đọc cái tin nhắn của ông đó. Ném nó hại tôi chết rồi. Đúng rồi đó, anh em vừa trúng rồi à đó. Nó đứng yên gì nè. Trời ơi. Bắt đầu cảm thấy hơi nặng rồi đó. Về thôi. Đây 3-400 mà được rồi. Vẫn còn nặng nữa hả bạn? Cảm thấy cái nào nó cũng quan trọng vậy, không thể dù dục bỏ nào được. Chín tám ký dưới 100 đó, nhanh hơn tí rồi đó nhưng mà vẫn chậm. Giờ vẫn chưa biết mấy cái mỏ đồng hay là ba cái sắt gì ở đâu. Thường mấy con game này chúng ta đi từ đồ gỗ, đồ đá rồi sẽ tới đồ đồng, đồ sắt. Như cái mỏ này không chừng là nó đó. Không phải, lừa đảo thôi. Vẫn là đá với phim.
Hiếu là 40 đá, sao lại 39 chứ không phải 40 đâu. Ở đây có 35 mà. Thiệt đùa nhau cái gì á. Chứ chùm chôm hả? Thôi, đi thôi. Có 10 đá trời. Toàn lại clean không à. Này bự quá rồi. Game chính mà ra mắt nên em mà farm đống đá này chắc là hộc máu mồm luôn. Gửi nữa. Sau đó thì chúng ta lại đi ngủ. Chắc phải chế cái cây mà cây này ra màu tím hoặc là màu vàng quá. Chứ để màu xanh lá này nó mau hư quá. Cây này chắc xài hai tay rồi, nó không có ghi gì ở trong đây nhưng mà nhìn thì đó vậy. Thì kéo để làm cái gì trời. Cái này dùng để tưới tiêu và trong dùng trong nông nghiệp. Cái này là phải có cái công cụ để lên nữa. Kiếm cái công cụ này để nâng cấp nó. Khó nghe à.
Tám biến dáng này thì mới được một cái nền nặng như thiệt á. Được nè. Chí các bạn ăn ngay. Chí các bạn ăn. Giờ miếng dán cứng 15, tay cầm cứng là 5. Thì ra được cây màu tím nữa, xanh dương luôn. Tay cầm tím là 5, vậy là 5 cái miếng này. Ừ, bắt cái miếng này hả? Gỗ cứng vẫn còn nè. Thiếu vài cái nhánh gỗ. Độ bền 1.400, độ bền này 1.600 lận. Ngon rồi đó. Chỉ khi nào ra được cái cây màu tím này thôi. Xanh lá. Xanh lam, được rồi. Dán, 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 dán. Tím luôn, được. Công nhận là gấp đồ nhiều bây giờ nó lên tay trình độ là lên rất nhanh luôn. Xanh dương lúc già đỡ hơn xanh lá này. Cái giáo này màu vàng mới ngon. 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, nó trên nhau mỗi cái 200 được rồi đó. Hai cái này nó ra được màu vàng nó thì tốt, không ra thôi cũng chả sao. Mình có thể gấp rất nhiều cái. Ủa sao nó ra double luôn vậy? Hồi nãy là tôi tính gấp cái gì ta? Từ cái bàn ăn
Cái bàn ăn này có ghế không? Cầu thang thì chắc chưa cần cầu thang đâu. Cái này thì cái bồn chứa nước cho mấy con động vật mình nó uống. Cái này cái ghế đây. 8 miếng ván ép, 4 cái miếng gỗ. Ủa sao nó ra hai cái luôn nè. Em thấy sao?
Giờ đi nuôi cũng không biết nuôi con gì nữa. Ừ, bây giờ mình có thể tiễn mấy thằng lính vô này hả? Ừ, cái này được. Phi à. Ừ. Tách bằng phi thì cái tốc độ trưởng thành của mình nó tăng lên 25%. Ừ, nữa hả? Trời ơi. Đó giờ không biết cuộn cái này gì vãi. Tưởng đâu có nhiêu đây à. Nó thiết kế vừa khích hai màn hình luôn. Thiệt. 20 mới lên được cái đó. Trời ơi còn nhiều lắm anh em ơi. Học máu mồm luôn á. Tưởng game không còn gì để làm. Hóa ra nó còn quá nhiều thứ để làm. Đi thơ thì tôi chưa biết kiếm nó đâu. Biết bon siêu này được à? Của này tiêu rồi hả? Còn quần áo của mình, đồ phòng thủ thì nó nằm đâu ta? Đây phải không? Lên được đồ da cái đã. Chế được cọng dây chuyền luôn nè. Không biết cái xanh xanh đó đâu. Cái thiên góp này cũng không biết nằm đâu luôn. Mình còn thiếu cái mà tan nên ép đuôi đó là cái gì? Đây nào. Nước, vainer và cái vỏ cây. Nước mình có 100 rồi. Vậy là gấp được 20, 40 vainer và 40 cái vỏ cây. Ok. 40 cái vỏ cây. Đây. Đây thì chắc bỏ ở đây đi. Cần đây với ba cái đá nữa. Ủa đá đâu hết rồi? Trọng lượng còn tới 52 luôn nè. Chắc ba cái fiber thôi. Làm chế dây thừng luôn đi. Ấy 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 ấy. Nó chế bằng cái bay này à. Hai chục cái thì mình chế được 20 miếng da này ngon. Mấy cái da này là dạng da xịn hơn nữa. Mình chỉ mới có da thú bình thường thôi. Ủa sao cái này nó nằm à, có cái màu tím. Mấy anh Trung Hoa nói cái gì vậy?
Không hiểu gì cả. Lâu phết đó, 2 phút thôi là xong rồi, tôi còn phải đi ngủ cái nữa. Cây thuốc thảo dược nữa nè. 4 cái nền thì tí nữa xây luôn 3 ký. Tay gấu, bóng vuốt. Tí nữa chế cái vũ khí xương nữa. Cái bàn bui đinh. Cái bàn bên đó. Leather Gobe. Thêm góp nè. Fiber với cái mà bét vua là cái lông thú hả? Hoặc là cái gian. Lông thú thì chưa có. Mình đi săn nhiều vậy mà chưa có lông thú hả ta? Sử dụng cái này sẽ khôi phục 100 cái năng lượng với cái mặt nạ, mà cái năng lượng này tôi không biết nó làm cái gì. Ở đây có 6 cái nút, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thực ra là 8 cái nút luôn. Sạn cục rồi nè. Sạn cục mà đầy 300 luôn. Nhưng mà đầy cái này làm cái gì? Ba chục thì mới lên được mấy cái này. Là mỗi cái gỗ nè. Nó tăng là có 7% mà. Lòi con mắt luôn. Mình cái này nhiêu rồi ta? Không biết cái này bao nhiêu nữa. Cái này dạng quyền vương hả? Cái này là phi giao hay gì? Mấy cái này chưa có, cái này xài búa, cái này xài cung, cái này xài khiên. Bây giờ có da thì mình sẽ lên bộ đồ da. Bộ đồ da nào. Tiếng gì cái tình cái gì? Giật cái mình. Thôi được rồi.
nhiều thứ quá, quá nhiều thứ luôn, đá rồi tới đá đen nữa, rồi cối xay gió nữa. Cái này có miếng đồng thì mới nâng cấp mấy cái bàn mình lên được. Game này công nhận mà cái gấp đồ nó làm quá nhiều thứ đi, nhưng mà nó lại thiết kế như thế này nó thành ra rất là khó nhìn luôn. Đây. Phải có dây thừng nữa mới được đi kiếm lông ở đâu ra. Lông rồi phải có da nữa. Gấp, chỉ có thể gấp những cái bàn gàng. Không biết cái da đâu ra. Thôi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Bye bye anh em. Có thời gian thì chơi tiếp, game này nó còn nhiều thứ quá. Chơi chắc học máu luôn á. Rồi, treo đủ 100% thì tôi nghỉ đây. Bye bye anh em.